Trước đó, mini 15 giờ 10 ngày 28 tháng 10, Công an phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nhận được tin báo của ông Nguyễn Đắc Quyền 1973, trú tại tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, về cái chết bất soạn của em gái là chị Nguyễn Thị Quyên 1976, trú tại địa chỉ trên. Theo lời khai của anh Quyền tại đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái thì buổi sáng cùng ngày, anh Quyền nhiều lần liên lạc với em gái nhưng không được. Lo lắng có chuyện không lành xảy ra, anh tìm đến nhà thì phát hiện chị Quyên nằm tử trận trong gian bếp tại nhà riêng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Ninh đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an thị trấn và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái tiến hành lập biển sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, chuyển biển sơ đến đội Cảnh sát Hình sự Công an thị trấn Yên Bái để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Trong khi quá trình điều tra đang được tiến hành thì Nguyễn Hải Long đã đến Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đầu thú. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Long và Nguyễn Thị Quyên 1976 cùng có hộ khẩu soàn trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, thị trấn Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đăng ký kết hôn từ năm 1995. Đến năm 2017, họ ly hôn. Sau khi có phán quyết của tòa, chị Quyên cùng đàn ông thứ hai là Nguyễn Phú Vinh 2011, tại tổ 9, phường Yên Ninh còn Long sinh sống và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 10, Long từ thành phố Lào Cai về thăm đàn ông và ở lại căn nhà là tài sản chung giữa hai hiền thê bi, còn chị Quyên đi vắng vẻ đến tối 27 tháng 10 thế hệ trở về nhà. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 10, sau khi đưa cháu Vinh đi học, chị Quyên về dọn dẹp nhà cửa. Trong quá trình này giữa Long và chị Quyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì Long cho rằng chị Quyên không cho cháu Vinh nhận và liên lạc với bố. Quá trình tranh cãi, do bực tức Long đã xông tới đánh chị Quyên. Khi nạn nhân chống cự thì Long nối tiếp bóp cổ rồi dùng chiếc tước đập liên tục vào đầu hiền thê cũ, khiến nạn nhân tử trận. Sau khi gây án, đối tượng chỉ dẫn xe về nhà bố mẹ đẻ tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, kể lại việc rồi đến Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái để tự thú về hành vi giết người của bản thân.